Hôm nay mắc á là mua gạo này, rồi bột giặt này, đem một xe nhỏ như thế này luôn. Thì hôm nay mà dân mua hết là tính ra tiền Việt Nam thì cũng... Hello ông bà và chú, anh chị em đã quay trở lại với video của Margin. Hôm nay Margin rất là vui được trở lại với ông bà và chú, anh chị em nhé. Nè, chào ông bà và chú ạ. Chào ông bà và chú, anh chị em. Nè, có biết chào không? Nè. Hello, chào ông bà của chú đi. Nè, chào ông bà của chú đi. Nè. À dạ vâng, hôm nay gia đình của Margin đi chợ nhé. Đấy, thì hôm nay bốn bố con của Margin đi chợ. Con trai của Margin thì thích ở nhà thôi, không thích đi. Và đây là lần đầu tiên ấy, con trai của Margin đi chợ. Thì không nhân tài vậy. Đấy, thì nhà thì cũng đã hết gạo rồi. Đấy, hết gạo, hết mì tôm rồi. Nói chung là đồ ăn cũng hết rồi. Thì hôm nay kéo cái xe này luôn. Thì kéo cái xe này để mà đi chợ nhá. Có quay nữa hả? Lăng bộ đi. Ok, vậy là Margin cũng cần tại chợ rồi nhá. 97, còn bên kia là chợ 99. Đấy. Thì cần tới chợ rồi. Đấy. Cái ngày hôm nay là Margin sẽ mua đồ chắc cũng rất là nhiều đấy. Tại vì đồ ăn mình hết rất là nhiều rồi và không biết là hôm nay Margin sẽ mua hết bao nhiêu tiền. Đấy, mời ông bà của chú anh chị em cùng vào chợ. Đấy, để mua đồ nha. Đấy, và xem thử chợ Việt Nam họ bán cái gì nha. Đấy. Đấy, trên này thì 1 ký 8 đô nha. Đấy, 1 ký 8 đô, 1 thao là 4 đô. Đấy, có nghĩa là 1 thao là nửa ký. Đấy, 1 ký đã được 2 pound. Đấy, thì hôm nay có lá é nhá. Đấy. Lá é ở đây rất là hiếm nhá. Đấy, hiếm lắm. Đấy. Cái này mình giả với cà này, cà đắng này, rồi là nấu canh cà này. Đấy, nói chung là bỏ vô cái lá é nó rất là ngon luôn nhá. Mít ở đây này thì như này thôi là 8 đồng. Đấy, 8 đồng. Cái này là nhỏ là 3 đồng. Đấy, 7 đồng. 8 đồng. Đây là của măng cầu hả? Măng cầu, măng cụt gì đấy. Đấy, còn cái này là có ổi. Đấy, giá của nó là ở đây này. Không biết là bao nhiêu rồi. Đấy, giá ở đây này. Đấy, đây là măng cầu này. Măng cầu là giá là 24 đô. Đấy, 24 đô nha các bạn. Đấy, là 10 đô nửa ký. Đây này, đây là có giá là 10 đồng. Đấy, 9 đồng, 99 là 10 đồng rồi. Đấy, còn cái này là này. Biết là quả gì nữa. Cốc non. Cốc non. Cốc non đây này, cốc non. 1 ký là 28 đô. Ký 28 đô, 29 đô. Thì hôm nay em mua đủ nữa. Có đủ đủ. Đấy, còn cái này là củ sắn. Đấy, củ sắn thì không biết là củ sắn này giá bao nhiêu nhá. Củ sắn thì 1 ký là 7 đô nhá. Cái này 7 đô 1 ký. Còn nửa ký là 3 đô 19. Đấy, 7 đồng thì cũng gần 100 ngàn. Đấy, cũng gần 100 ngàn 1 ký. Cái này nữa mua về để nấu. Mà nó đây lại hả? Thì như thả nữa. Phải bỏ cái trồng nữa rồi. Ngủ rồi.
cái này là mướp đắng nha, tỏi, cái này là đậu đậu rồng gì đấy, thì cái này là xả 3 đồng 4 đồng, không biết là chọn cái nào nữa. Cái này thì giá là 4 đô 4 đô. Mày mới tôm được mà, cái này mà cái này tôm hơn. Ở đây lấy miếng này cô, miếng đằng sau kia luôn, cuối bên này ở dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Đây là 4 pound 2 ký, 10 đô. Cái này thì 8 đô, 25 đô. Cái này là 3 ký 8, 3 ký 8, 25 đô. Quay cho các bạn xem người ta bán gà nhé. Đấy, cái này một miếng, cái này là chân chân giò. Đấy, 2 cục này là 4 đô, 4 đô 6. Còn cái này là không biết là gà gì, gà mà gà cứng ấy. Đây, con có 6 đồng 6 đô. Đây là thịt, bán thịt. Đấy, cà phê à, cà phê ở đây bán đủ loại cà phê luôn. Đấy, nét cà phê này. Đây, nét cà phê này có giá là cũng 7 đô. Đấy, cái này là 8 đô. Loại cà phê này là 8 đô. Còn ở trên này thì cũng 12 đô, 13 đô. Ở dưới này nữa 13 đô. Đây là cà phê. Đấy, bên này là đa số là họ bán cà phê nhé. Đấy, cà phê thì cái này 3 in, cái này là 9 đô. Đây, 14 đô cà phê. Tất cả nói chung là nhiều loại cà phê khác nhau. Đây, cũng có cà phê như thế này luôn. Đây, cà phê Trung Nguyên. Đây, cà phê Trung Nguyên. Đây, đây cũng có phin cà phê luôn. Đây, có nhiều bạn nói là ở nước ngoài là sợ không có đồ ăn Việt Nam. Ở đây là chỉ sợ không có tiền thôi. Đây sợ không có tiền thôi, cà phê đủ loại cà phê luôn. Bên kia là các loại cá, đây, có tôm tép này. Đây, tôm tép bán đầy đủ luôn. Đây phở khô, phở tươi. Đây bánh phở tươi. Đây này là đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Trung Quốc. Rất là nhiều luôn. Đây, bây giờ lại thêm trứng nữa. Một phách trứng. Lấy sữa. Sữa này một chai này là 3-4 lít gì đấy. Thì tính ra trứng nó nữa. Và đây là gạo. Trước đây em Duyên hay mua gạo ở loại kia đấy. Là 60 đô luôn, 50 đô một bao gạo. Còn bao gạo này là 18 kg gì đấy. Đây này. Đấy, 18 kg giá là 25 đô, 24 đô xin, thì tính ra thì cũng là 25 đô rồi. Cái chỗ này giờ đây quay cho các bạn cận cảnh ở đây nhé, từ bên kia tới bên này luôn. Đây là bột giặt nha, có giá là 23 đô, thì có cho là 24 đô. Đấy, như thế này luôn, lấy cái này luôn. Đấy, một thùng như thế này luôn. Đây là bột giặt nha các bạn. Đấy, bột giặt cái này chắc là cũng mấy lít hả? 9 lít luôn hả? 9 lít này. Cần 10 lít luôn.
Đấy, phở này phở bún tươi. Đấy, bún tươi thì có giá là cũng 5 đô nha các bạn. 5 đô. Xin cái đồ này. Mẹ có bình lại cái nhiều này dễ thương. Có bộ phim mà được. Bình lại này bọn em dễ thương. Ok nha các bạn. Các bạn thấy đồ đầy xe luôn đúng không? Nè, hôm nay mua đồ rất là nhiều luôn. Mua gạo này hôm nay mắc á, là mua gạo này, rồi bột giặt này, rồi thịt heo mà nạc đấy, 20 mấy đô, 20 mấy đô hết. Và cũng đầy một xe luôn. Đầy một xe nhỏ như thế này luôn. Đấy. Thì hôm nay mà dân mua hết là 244 đô nhá, 77 sen. Đấy. Tính ra tiền Việt Nam thì cũng 4 triệu rưỡi. Đấy. 4 triệu rưỡi. Đấy, đồ nhiều đấy, nhiều như thế này đấy. Thì mua đồ cũng lặt vặt thôi. Nè, 4 triệu rưỡi á, 4 triệu rưỡi Việt Nam đấy. Là đồ chừng này á, là các bạn thấy mắc hay rẻ. Thì các bạn nhớ để lại comment cho Mojin biết nhá. Nè, hôm nay là chỉ có video như vậy thôi. Ok, như vậy là hết một buổi đi chợ của gia đình Mojin rồi nhá. Đấy, cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã xem video. Đấy, đừng quên theo dõi Facebook, YouTube của Mojin để nhận được video mới nhất nha. Bye bye này, bye bye ông bà của chú ạ. Bye bye.